Xin chào mọi người. Buổi tối ngày hôm nay mình có một buổi live chia sẻ về chủ đề là hỏi đáp cùng dự án căn hộ Phyto City. Thì đây là một cái dự án cũng vừa có tin vui trong thời gian vừa qua là cuối tuần rồi là ngày 17 tháng 11 lại cũng vừa được thông qua cái phần giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng Đồng Nai, chính thức được duyệt cái giấy phép để tiến hành triển khai thi công dự án và lễ động thổ khởi công cũng đã được tiến hành vào ngày 19 tháng 11 năm 2023 điều này cũng có nghĩa là một cái dự án căn hộ đã chính thức đầy đủ về mặt pháp lý để được xúc tiến thực hiện ngoài hiện trường thực tế thì uh, vừa qua thì anh cũng có rất là nhiều cái sự update thông tin cập nhật thông tin trên cái trang fanpage này để cho quý vị khách hàng là nhà đầu tư quan tâm tìm kiếm một bất động sản cụ thể là phân khúc căn hộ để chúng ta có thể mua đầu tư mua cho thuê hoặc là mua ở có thể đáp ứng được cho nhu cầu của chúng ta để mà lựa chọn một nơi nào phù hợp cho cái đồng tiền của mình thì khảo sát qua một vòng thị trường cuối năm thì mình thấy là đang rất là rộn ràng và sôi động vì có nhiều dự án đang được truyền thông đầm rộ để chào bán và chúng ta cũng có thể liên tục thấy những quảng cáo xuất hiện ở trên nền tảng Facebook này về căn hộ chung cư ở khu vực Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và Nhân Trạch Đồng Nai có thể là một trong những cái vùng vùng thị trường mới mà An còn hay gọi đó là đại dương xanh của thị trường căn hộ chung cư vì đây là một cái nơi mà gần như là thị trường căn hộ chưa có nhiều cái đối thủ nhiều cái sản phẩm để chúng ta có thể so sánh và lựa chọn cũng có nghĩa là đây là nơi mà chúng ta có thể đặt nền móng vào cái việc đầu tư căn hộ của mình cũng giống như câu chuyện thành công của trước đây như thành phố Biên Hòa nè thành phố Uh, biên hòa của chúng ta thì không không có nhiều dự án căn hộ chung cư và nhu cầu khá là cao cư dân thì cũng đông cho nên là các dự án căn hộ đều uh, được uh, sự đón nhận của cư dân là lớn hoặc là ở uh, câu chuyện của thị xã phú mỹ trước đây thì chúng ta có dự án căn hộ chung cư đầu tiên về mặt thương mại đó là osimy phú mỹ thì cũng đã được đón nhận của cư dân rất nhiều thì ai hay nói là thị trường đại dương xanh giúp cho nhà đầu tư chúng ta có thể sở hữu được thứ nhất là về một bất động sản tiềm năng thứ hai nữa là cái thanh khoản dễ dàng thứ ba nữa là cái khai thác về dòng tiền cho thuê tốt hơn khá nhiều so với những sản phẩm căn hộ ở các địa phương khác trước đây thì chúng ta có thể dễ dàng mua đầu tư cho thuê với cái giá thuê khá là tốt và cái lợi nhuận hàng năm cũng đạt ở mức chấp nhận được ở những dự án khu vực Bình Dương, Dĩ An, Thuận An. Nhưng thời gian vừa rồi thực tế thị trường là bàn giao nhiều sản phẩm mới. Đơn cử như là The Rimana, một sản phẩm căn hộ một phòng ngủ tầm khoảng 1 tỷ 7, 1 tỷ 8 khi mua vào. Bây giờ nhận nhà thì giá cho thuê ở mức là 5 triệu trên một căn một tháng với bàn giao cơ bản từ chủ đầu tư chứ không được uh, cao hơn vì thiệt hiện tại là còn có thể đao xuống là giá khoảng 4 triệu rưỡi một tháng vì quá nhiều nguồn cung và người khách hàng đi thuê ấy, người ta cũng có nhiều sự lựa chọn do đó là chúng ta sẽ không thể nào mà có được cái mức thuê giá thuê tốt nhưng ngược lại ở những cái khu vực mà không có nhiều cái sự cạnh tranh về sản phẩm loại hình đó thì chúng ta lại có được những cái ưu đãi về giá thuê dành cho nhà đầu tư của mình lợi thế hơn nhiều và cái lợi nhuận về dòng tiền cho thuê tốt hơn đó là đối với phân khúc cho thuê còn phân khúc về bán lại thì những cái thị trường mà đang có quá nhiều nguồn cung và bàn giao nhà thì cũng sẽ khó để chúng ta có thể thanh khoản đó là lý do mà tại sao cái thị trường sang nhượng hiện tại đang đang như em theo đánh theo đánh giá quan á, là không có happy cho nhà đầu tư vì thường là các anh chị đầu tư mà ra hàng bây giờ sẽ không lời nhiều trường hợp là phải các lỗ để có thể bán nhanh rồi có thể là vì đang vay ngân hàng nên muốn có thể nhanh chóng bán ra và bắt các lỗ cũng khá là sâu quá nha nên mình khi mà lựa chọn về căn hộ chung cư để đầu tư thì chúng ta cần quan trọng nhất là cái tính thanh khoản thanh khoản và dòng tiền dòng tiền ở đây có thể là dòng tiền nó phải tốt một chút xíu có thể là cho thuê được đó nhưng mà nếu dòng tiền không đủ tốt thì cũng không phải hấp dẫn để đầu tư thì em muốn nói sâu hơn về thị trường bất động sản ở Nhân Trạch căn hộ Tại sao lại là một dự án căn hộ trong thời điểm này ở Nhân Trạch không phải là một dự án nhà phố mà không phải là một dự án đất nền Nếu chúng ta từng biết về Nhân Trạch rồi chắc chắn biết Nhân Trạch là một cái thủ phủ về công nghiệp của Việt Nam cũng là một cái thành phố nổi tiếng về đất nền và đất nền mà không có người ở còn hay gọi là thành phố ma Nhân Trạch thì nếu như ra một cái sản phẩm nhà phố thì nó còn phù hợp với thị trường hay không nếu như mà nhà phố thì nó phải là phân khúc nào thì vừa rồi tầm tháng 8 thì chúng ta cũng đã đón nhận một cái sản phẩm dự án nhà phố rất là lớn nổi tiếng của thị trường đó là Eco Village Sài Gòn River của chủ đầu tư Eco Bắc ở khu vực Nhân Trạch rồi đúng không thì đó là phân khúc cao cấp còn phân khúc thấp hơn và đất nền đó, thì chúng ta hiện có cái nguồn cung khá là nhiều của các dự án trước đây rồi đang sang nhượng mua bán lại thôi còn dự án mới thì chưa có một cái dự án nào nổi bật nhưng nếu như chúng ta cứ tiếp tục tung một cái sản phẩm phân khúc đất nền phân khúc nhà phố thì nó có liệu phù hợp với thị trường và nhu cầu của người khách hàng ở nhân trạch hay không à, thì hiện tại giai đoạn này nhân trạch đang có một cái dự án được duyệt giấy phép xây dựng thì chắc chắn có lý do để các sở ban ngành cũng như là chủ đầu tư người ta chọn cái loại hình sản phẩm là căn hộ chung cư đúng không quý vị do đó là an muốn phân tích rõ hơn về tiềm năng như thế nào mà dự án căn hộ chung cư phyto city của nhân trạch lại đáng để cho mình phải quan tâm để mình tìm hiểu mình đầu tư nếu không là mình sẽ có thể là bỏ lỡ một cái thương vụ đầu tư một cái bất động sản có giá trị một cái tài sản để cho chúng ta có thể tích lũy và xin lời đầu tiên chúng ta cần phân tích về tố thời điểm thời điểm này của 2023 có phải là thành phố Hồ Chí Minh đang có những cái quy định về bất động sản mới nè theo thị trường và những cái hỗ trợ về lãi suất đúng không và tiếp theo nữa là cái những cái nguồn vốn đầu tư công đang đổ về khu vực nào có phải là khu vực thành phố hồ chí minh khu vực sân bay quốc tế long thành và đặc biệt là khu vực trung chuyển giữa thành phố hồ chí minh và sân bay quốc tế long thành hay không quý vị do đó là nhân trạch là một cái vị trí được gọi là thành phố trung chuyển vì nằm giữa thành phố hồ chí minh và sân bay quốc tế long thành thì cũng đồng thời hữu lợi từ hạ tầng công ở đây an nói như vậy để mình hiểu được là vị trí vị thế của nhân trạch là đang rất là thuận tiện có những cái thuận lợi hơn rất là nhiều so với những cái vùng đất khác những cái thị trường khác mà chưa có một cái lực đẩy mạnh về hạ tầng mạnh mẽ như nhân trạch và chúng ta đang có cầu cầu nhân trạch là ở vị trí kết nối giữa cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây về vành đai ba và đi về phía nhân trạch là cầu nhân trạch chúng ta đã được thi công từ 2022 dự kiến sẽ hoàn thành vào 2025 và đa đó chính là một trong những hạ tầng quan trọng đầu tiên mà An nói tới đây để kết nối với thành phố Hồ Chí Minh của nhân trạch ha. Tiếp theo là chúng ta có cầu Phước An cũng là một cái công trình quan trọng mà nhân trạch đang sở hữu và đang được thi công từ ngày 18 tháng 6 2023 rồi và cũng đang trên quá trình hình thành. Chúng ta có đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là đường cao tốc mà đi từ phía của thành phố Biên Hòa đi xuống thành phố Nghị Dưỡng Vũng Tàu và đi ngang một cái đoạn ở giữa là để kết nối với sân bay quốc tế Long Thành cận kề với huyện Nhân Trạch. Đây cũng sẽ là một trong những cái hạ tầng ảnh hưởng tới giao thương kinh tế của khu vực Nhân Trạch thành phố Hồ Chí Minh và sân bay quốc tế Long Thành. Tiếp theo là chúng ta lại có là đường vành đai 3 đoạn qua huyện Nhân Trạch cũng đã có xong cái việc um, giải tỏa mặt bằng bây giờ đang trong cái giai đoạn là đền bù rồi nè là chúng ta lại có là những cái gói thầu về nâng cấp mở rộng các đường hiện hữu như là đường tôn đức thắng những cái gói thầu đi từ trung tâm hành chính về phía của ngã ba nhân trạch hoặc là về phía của hướng và các lái cũng đã được thông qua và được giải ngân chúng ta lại có tiếp tục các gói thầu của cao tốc bến lức long thành đã được tiếp tục triển khai để làm sao hoàn thành đường cao tốc bến lức long thành này trong giai đoạn kịp thời với sân bay quốc tế Long Thành vận hành và hai cây cầu Phước Khánh và Bình Khánh cũng đã được thi công trở lại. Đây là tin vui rất là là vui của cái đường cao tốc này tại vì đây là một tuyến đường cao tốc quan trọng kết nối Tây Nam Bộ của Việt Nam của mình về phía của sân bay quốc tế Long Thành cảng hàng không lớn nhất của chúng ta đi về phía của cảng Phước An, cảng Cát Lái để vận chuyển hàng hóa từ Tây Nam Bộ lên đây và đi xuất khẩu với nước ngoài là một tuyến đường cực kỳ quan trọng và với hai gói thầu quan trọng là cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh thi công xong thì chắc chắn cao tốc bến nước Long Thành sẽ là một trong những cái vai trò vận tải quan trọng đối với khu vực nhân trợ tại khu vực phía nam của mình. Rồi mà khi các hạ tầng này đi đâu thì giá trị bất động sản nó có thể sẽ tăng thêm thay đổi như thế đó và chúng ta không thể không nhắc tới được sân bay quốc tế Long Thành và các công trình các công trình quan trọng của sân bay quốc tế Long Thành đều đã bắt đầu triển khai thi công rồi và liên tục nhiều cái bài báo cập nhật về tiến độ thi công của sân bay quốc tế Long Thành về cái cánh hoa sen cái tòa nhà hoa sen đã dần thành hình rồi liên tục trên báo chí thì đây là một cái quyết tâm của nhà nước của mình để làm sao sân bay quốc tế Long Thành có thể vận hành khai thác đúng theo cái tiến độ dự kiến của chúng ta vào cuối 2025 để có thể bắt nhịp kịp với cái sự phát triển kinh tế và đây cũng là một cái kỳ vọng của nhà nước của mình để làm sao cho kinh tế của Việt Nam của mình sẽ tăng trưởng cùng với sân bay quốc tế Long Thành những tuyến bay quốc tế và cái vai trò vận tải hàng hóa trung chuyển của Việt Nam của mình sẽ được nâng lên một vị thế mới trên thế giới một loạt các dự án khởi công của cao tốc nè của sân nhà ga hành khách đấy là yếu tố về thời điểm thời điểm hiện tại là cuối năm 2023 và áp lực về giải ngân các gói giải ngân nguồn vốn của nhà nước cho các tuyến đường quan trọng về hạ tầng công về giải ngân trong nội bộ các uh, nội bộ của tỉnh Đồng Nai của huyện Nhân Trạch để thi công những cái lộ trình những cái tuyến đường đã được giao cho năm thì điều này cũng có nghĩa là liên tục có những cái thay đổi về trạng thái vật lý của hạ tầng. Điều này cũng là sẽ ảnh hưởng tới giá trị bất động sản của những khu vực liên quan và Nhân Trạch đang có những cái sự ảnh hưởng rất là lớn, rất là nhiều từ nhiều phía về hạ tầng cả khu vực của cả nội bộ của địa phương luôn đây là một trong những yếu tố mà chúng ta sẽ thấy đó là yếu tố quan trọng bậc nhất vì yếu tố thời điểm nếu như thời điểm sai thì chúng ta có thể khó để có thể có một cái phương vụ đầu tư lời vì khu vực có phát triển đi chăng nữa mà không đúng thời điểm thì chúng ta vẫn phải giữ cái tài sản của mình thêm một thời gian chứ không thể nào thành khoản nhanh và chúng ta cùng xét tới yếu tố thứ hai là yếu tố vị trí vị trí của một dự án căn hộ rất là quan trọng nó mang cái ý nghĩa là tạo ra cái giá trị tăng trưởng của cái bất động sản đó của dự án căn hộ đó thì Fiuto City chúng ta có những cái đặc điểm về vị trí như thế nào đầu tiên đó chính là mặt tiền đường đại lộ Tôn Đức Thắng Tôn Đức Thắng là con đường đại lộ đi xuyên qua trung tâm hành chính của huyện Nhân Trạch và kết nối với đường quốc lộ 51 ở ngã ba Nhân Trạch và hướng còn lại là kết nối với đường Bách Thị Trang đi về hướng của phà Cát Lái. Thì trên cái tuyến đường đi xuyên qua trung tâm hành chính này và nằm ngay cái địa phận của thị trấn Hiệp Phước, thì một cái dự án căn hộ nằm trong một cái khu đô thị phát triển với cư dân đông đúc như thị trấn Hiệp Phước, thì chúng ta đã có một cái vị trí thuận lợi đầu tiên. Về vị trí là nhất cận thị rồi đúng không? Nhị Cận Giang thì chúng ta lại kế bên một cái con sông là con kênh Bà Ký mang lại cái sự trong lành mát mẻ của không khí và đồng thời khi mà ở vị trí của Phyto City chúng ta có thể đón được cái gió gió sông trong lành từ phía của Cần Giờ thổi lên bởi vì cái đới gió của Nhân Trạch là thổi từ hướng Cần Giờ thổi lên mà hiện tại cái khu vực này là khu vực đón gió không có tòa nhà cao tầng trắng cái gió này cho nên không khí ở khu vực Phyto City rất là trong lành và chúng ta sẽ có được một cái vị trí làm mặt tiền tôm nước thắng nhưng mà cái chiều dài mặt tiền lên tới 500m và hai tòa căn hộ của phyto City là tòa Galaxy và tòa Fiesta không có bị chắn bởi một cái tòa nhà một block nào khác hết thì điều này là một điều đặc biệt chưa từng có Một cách thông thường ở trên các khu vực khác vì thường thì một cái quỹ đất chúng ta sẽ khó tìm một cái quỹ đất nào mà có chiều dài mặt tiền dài như thế này mà để bố trí hai tòa căn hộ mà theo cái chiều chiều song song với mặt đường như thế, thì điều này giúp cho cái việc thông gió chiếu sáng, cái tầm view, cái độ riêng tư của mình là được đạt tới cái trình độ, cái mức độ cao nhất của một cái dự án đáng sống, một dự án gọi là chất lượng, hạng sang luôn. Và cái sự thông gió chiếu sáng cũng cộng với cái hướng của mình sẽ là hướng bắc nam, giúp cho nguyên cái tòa nhà của mình sẽ rất là mát mẻ và không có bị chiếu ánh sáng trực tiếp từ hướng đông tây. À, thì khi đó thì sinh khí trong ngôi nhà cũng như là cái việc sinh sống của cư dân sẽ thoải mái hơn à, mát mẻ hơn thì nó tạo nên cái sự vui vẻ và tho thoải mái cho tất cả mọi người cũng giúp cho cái yếu tố là tái tạo sức lao động sức khỏe của mình tốt hơn nữa rồi đối diện với quỹ đất của Phytocity chúng ta hình dung là một cái đường tôn đức thắng ở đây rồi Phytocity ở mặt bên này thì mặt bên kia đường chính là một cái quỹ đất 18 hecta của đầu tư Gamuda Land đến từ Malaysia thì đây cũng là đây là hàng xóm của chúng ta hàng xóm của Vito City á, là một chủ đầu tư chuyên phát triển các dự án căn hộ nhà ở cao cấp thì điều này cũng nghĩa là chúng ta sẽ có một tầm view đẹp là thứ nhất thứ hai là chúng ta sẽ có được một ông hàng xóm nhà giàu thì cái khu vực nhà giàu đó và cái khu vực ở bên Vito City sẽ tạo nên một cái quần thể rất là nhiều người giàu có một cái môi trường sống đẳng cấp và thu hút rất là nhiều người có điều kiện tới đây thì cũng có nghĩa là cái giá trị bất động sản cũng sẽ tăng trưởng theo bởi vì người ta vừa nói là nơi nào mà người giàu thường hay lui tới thì giá trị bất động sản sẽ tăng trưởng một cách phi mã bởi vì nó có cái tính cộng đồng tính cộng hưởng rất là lớn chứ không phải một cái nơi nào dễ dàng có được chúng ta mua một cái nhà phố ở ngoài mặt tiền đường tôn thắng chẳng hạn đi có thể mua được có thể xây được cái nhà ở rất là to rất là rộng nhưng chúng ta phải không quyết định được cái người hàng xóm kế bên mình là ai nó sẽ không tạo được một cái sự cộng hưởng về cộng đồng để gọi là số lượng nhiều á một số lượng nhiều những người có cùng đẳng cấp trình độ văn hóa mức độ thu nhập vị thế xã hội thì video city và cái chủ đầu tư gamuda land sẽ tạo nên một cái cộng đồng rất là cao cấp như vậy ở ngay phần cửa ngõ phía đông của huyện nhân trạch giáp với quốc lộ 51 và di chuyển về thành về vị trí của sân bay quốc tế long thành chỉ có 10 km thôi sẽ giúp cho giá trị tăng trưởng của dự án căn hộ Fito City rất là lớn và ai sẽ là người hưởng lợi tất nhiên là cư dân ở đây rồi vừa được có một cái môi trường sống tốt vừa có một ông hàng xóm cao cấp à, có thể học hỏi được ông có thể hưởng được những cái tiện ích à, của hàng xóm của mình cũng được nè và kể cả chúng ta được cái sự tăng trưởng về giá giá bất động sản nếu chúng ta bán thì chúng ta sẽ xin lời nhiều và nếu chúng ta ở thì cái cộng đồng này là một cộng đồng đáng ngưỡng mộ và mình luôn phải tự hào vì mình được ở trong một cái môi trường mà ai cũng giàu có ai cũng có vị thế xã hội và giúp cho mình rất là nhiều những cái những cái điều kiện những cái cơ hội trong cuộc sống ha thì cái video này an cũng muốn chia sẻ cụ thể hơn để mọi người có thể hiểu được là hiểu được về những cái tiềm năng của Phyto City và nếu quý vị đang tìm kiếm và quan tâm một cái dự án nào để mình mua mình đầu tư hoặc là mua để ở thì có thể tham khảo dự án này Nha rồi về vị trí là chúng ta còn những yếu tố gì nữa phi City nằm trong cái khu dân cư thăng long hôm hiệp phước và khu dân cư này là khu dân cư cao cấp nhất của nhân trạch hiện tại thì à, chúng ta được cộng hưởng bởi những cái tiện ích hiện hữu của khu dân cư này có bảo vệ nè có công viên có trường học có sân tennis và đầy đủ các tiện nghi đối với khu căn hộ khu nhà phố thăng long hôm hiệp phước đó, khác biệt đối với thị trường ở đây là khu vực này là có người sinh sống và nó đang vận hành và nó là một cái vị trí thuận tiện để kết nối để kết nối với các tiện ích địa phương rất là dễ dàng và nhanh chóng. Chúng ta cách chợ Hiệp Phước chỉ có khoảng chắc là 800 m thôi. Rồi di chuyển tới các khu công nghiệp tại Nhân Trạch, chính khu công nghiệp Nhân Trạch trong cái khoảng thời gian từ 5 phút tới 15 phút. Là chúng ta đã đến được cái nơi làm việc rồi Thì điều này còn có gì thuận lợi hơn đúng không Rồi bên trong của cái khu dân cư Thăng Long Hòa Miền Phước này Chúng ta đã có sẵn uh, Sân tennis nè Rồi những cái đường chạy bộ rất là đẹp Với những hàng cây và mặt đường rất là phẳng Rồi chúng ta lại có những cái công viên Và tăng cái mảng xanh của mình Có thể là giải trí khi chúng ta cảm thấy Đau đầu căng thẳng, có thể là đi công viên Để dạo chơi, nghỉ ngơi đó Có những cái tầm nhìn Rất là nhiều con mắt của mình Thì không phải nơi nào cũng có được điều này đâu và Phyto City chúng ta sẽ có một cái mặt view trực tiếp vào công viên của khu Thăng Long Hôm Hiệp Phước còn cái mặt còn lại sẽ nhìn về đại lộ Tôn Đức Thắng và nhìn qua hàng xóm Gamuda Land của mình rất là đẹp rất là sang trọng và tầm view cực kỳ cao cấp có một cái yếu tố nữa là quy hoạch về sử dụng đất á. thì khu vực của Phyto City đang tọa lạc được quy hoạch là khu đô thị thương mại phụ cận sân bay bất kỳ một cái sân bay quốc tế nào cũng cần có một cái vùng đệm vùng đệm này là vùng đệm để uh, thỏa mãn các nhu cầu về giải trí, mua sắm, ăn uống, nghỉ ngơi, check in của khách hàng đến từ sân bay. cái vùng đệm này cũng là vùng đệm để phục vụ cho nhu cầu về cuộc sống của các cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong sân bay của các công ty logistics vận tải, các công ty đa quốc gia mở văn phòng tại Việt Nam để làm việc. thì cái vùng đệm này cũng là nơi bao gồm cả phyto City và Thăng Long Hôm Hiệp Phước thì điều này cũng cũng có nghĩa là cái đất của chúng ta sẽ là đất đô thị và khu vực lân cận của chúng ta cũng sẽ là khu vực đô thị Sầm Úc nhất và nơi nào mà có nhiều người lưu tới là một khu đô thị Sầm Úc thì giá trị bất động sản chỉ có tăng trưởng không có giảm xuống và đặc biệt chúng ta đang nằm ở vị trí trung tâm phát triển của huyện nhân Trạch là thị trấn Hiệp Phước nữa đồng thời À, chỉ còn một ít thời gian nữa là tới 2025 thì nhân trạch của chúng ta sẽ đạt tiêu chí của đô thị loại 3. Cũng có nghĩa là cái mức giá của mình cũng sẽ tăng thêm một bậc đối với khu vực của mình. Và đặc biệt chính là cư dân Fito City sẽ được hưởng lợi thôi. Mình có phải là người được hưởng lợi hay không là do mình có chọn Fito City và bây giờ hay không nè. Vị trí của Fito City chúng ta còn cách thành phố Hồ Chí Minh cụ thể là khu đô thị thủ thiêm là khoảng 30 phút thôi vì chúng ta di chuyển thẳng trực tiếp về hướng của đường tôn đức thắng đi về phía phía phà cát lái đó, thì tầm khoảng 30 phút chúng ta sẽ đến với vị trí của quận 2 rồi rất là gần có thể nói là gần hơn những cái quận trong sài gòn đi qua đi lại với nhau nữa và một cái lợi thế tuyệt đối mà không phải dễ dàng những cái dự án khác có được đó chính là chúng ta có một cái mặt tiền bao gồm một tuyến đường sắt nhẹ đi thẳng trực tiếp từ thủ thiêm lên tới sân bay quốc tế long thành thì khi quý vị nghe một cái tiếng đường sắt nhẹ mình thấy nó xa vời quá đúng không nhưng khi một cái sân bay quốc tế nó vận hành nó không thể nào di chuyển bằng đường bộ chỉ đường bộ hoặc là đường thủy để mà đi vận để có đem được cái lượng hành khách cực lớn không cần có một cái hệ thống là vận tải hành khách khối lượng lớn và chỉ có thể làm được khi đó là đường sắt vận tải hành khách đô thị thôi và chúng ta sẽ phải có một cái tuyến đường sắt vận chuyển hành khách khối lượng lớn đi từ phía của Thủ Thiêm, đi thẳng vào sân bay Long Thành luôn. Và đây là tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm Long Thành đã được quy hoạch và đi ngang qua phía trước của Phyto City. Hình dung là chúng ta sau này muốn đi về sân bay đúng không? Leo lên cái tuyến đường sắt này, bấm một cái trạm là tới sân bay Long Thành hoặc là đi về phía của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chỉ cần lên cái tàu sắt tàu tàu điện này để đi về hướng của thành phố Hồ Chí Minh. Sau này quý vị có con em con cháu mà học đại học, học là học hoặc là học những cái trường quốc tế ở trên Sài Gòn, ở trên quận 2 á. Có thể chúng ta chỉ cần đi về trong ngày thôi, rất là thuận tiện. Không phải nơi nào cũng có được đâu. Rồi. Về tiềm năng tăng giá thì như thế nào? Hiện tại chúng ta đang là quý 4 của 2023 và dự án Philocity dự kiến bàn giao vào quý 1 của 2026 thì lúc đó là chúng ta sẽ như thế nào có phải nhân trạch đã lên đô thị loại ba hay không và có phải là sân bay quốc tế long thành thì chúng ta đã bắt đầu vận hành rồi hay không và lúc đó thì hàng loạt các tuyến đường giao thông kết nối như đường vành đai ba nè cầu nhân trạch nè à, cao tốc bến nước long thành cao tốc biên hòa vũng tàu những cái tuyến đường kết nối về sân bay long thành đường tôn đức thắng đường nguyễn quốc đều đã xong rồi và cái hệ thống kết nối nó đã hoàn hảo rồi thì lúc đó lúc đó là cái giá trị tiềm năng tăng trưởng của mình không thể an nghĩ là không thể nào mà nói với, với con số và so, có thể so sánh với những cái dự án hiện hữu ở trên thị trường nữa bởi vì chưa có một cái hình mẫu nào để chúng ta có thể so sánh được với một cái dự án mà thuận tiện đi vào sân bay quốc tế cực lớn như sân bay long thành thuận tiện đi về siêu đô thị hồ chí minh của chúng ta và lại nằm trong một cái khu đô thị phụ cận sân bay có cái quần thể về nhà phố hiện hữu cộng hưởng tất cả các tiện ích thì cái giá trị tăng trưởng của mình sẽ là bao nhiêu không thể nào nói một cách là tùy tiện ở đây được bởi vì nó chưa có một cái hình mẫu nào nhưng uh, chúng ta có thể dự đoán được vì cái nhu cầu của mình là nhu cầu đáp ứng cho những người ở thật ở đây có thể là nhu cầu ở nhu cầu cho thuê nhu cầu ở dài hạn nhu cầu ở ngắn hạn thì cái lượng nguồn cung cái loại hình sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu đó ở nhân trạch dành cho nhóm đối tượng khách hàng ở Nhân Trạch cần một cái nơi ở cao cấp tiện nghi sang trọng và an ninh hiện tại là gần như không có những đáp ứng những cái số lượng nhu cầu quá nhiều thì điều này sẽ làm cho cái tính thanh khoản cũng như là cái giá thuê của khu căn hộ Phito City này của chúng ta sẽ được rất là cao vì tổng dự án chúng ta chỉ có khoảng là 869 căn thôi với hai tầng hầm để xe của hai tòa đáp ứng đủ chỗ để ô tô cho tất cả các căn và mỗi căn được một chỗ để ô tô và ba chỗ để xe máy thì mình nghĩ xem có phải đây là một nơi đáng sống hay không tiếp theo là tất cả những cái tiện ích về cuộc sống trong tiện ích của cuộc sống của chúng ta đều sẽ được đáp ứng trong Vito bởi vì chúng ta có 3 tầng thương mại chúng ta chỉ ở được từ tầng 4 cho tới tầng 18 mà thôi và số lượng sản phẩm cũng không có nhiều trong khi nhu cầu thì cực lớn như vậy thì mọi người nghĩ xem tiềm năng tăng giá có hay không và khả thi nhiều hay không rồi mọi người có biết là ở nhân trạch đang có bao nhiêu lực lượng lao động hay không hiện tại thôi chúng ta đang có chín khu công nghiệp với một trăm hai mươi lao động cộng với năm chuyên gia nước ngoài chưa kể khi thời điểm bàn giao của phyto city chúng ta lại có thêm một lượng rất lớn cán bộ kỹ sư công nhân viên là hoạt động mặt đất rồi tiếp viên hàng không phi công để làm việc trong sân bay quốc tế long thành nhiều người thắc mắc là Ừ nếu như vậy thì người ta có thể ở thành phố hồ chí minh người ta di chuyển ra đây người ta đi làm người ta đi về thì liệu là đi làm đi về như vậy được bao lâu tại vì sân bay quốc tế long thành là một cái sân bay quốc tế nó cần rất là nhiều cái sự vận hành có mặt on time à, không thể nào mà cứ di chuyển xa như vậy để có thể vận hành một cái sân bay quốc tế do đó là nhu cầu về chỗ ở của những cán bộ vận hành về kỹ thuật về vận hành mặt đất điều hành mặt đất đó chắc chắn là phải là có chỗ ở cố định ở quanh sân bay đó, gần sân bay để làm việc. Thì nhu cầu nhà ở đáp ứng cho nhóm đối tượng này gần như là đã thấy là chưa có được chuẩn bị chu đáo. Và Fito City là một trong những cái nguồn cung nhỏ thôi, nhỏ cho một đường nhỏ nhu cầu đó, chứ không có nhiều. Cho nên nhà đầu tư đầu tư vào Fito City chúng ta sẽ không phải lo về cái đầu ra vì nhu cầu rất nhiều mà nguồn cung thì chúng ta không có sự cạnh tranh. Vì hiện tại trên thị trường của nhân trạch không có nhiều cái sản phẩm dự án được phép bán hàng hoặc là có cấp phép xây dựng như Phytocity. Công trình đã được thi công và hiện tại đơn vị thi công móng móng cọc là công ty Phan Vũ. Đó thì sau khi làm móng của hai tầng hầm này dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng quý 4 của 2024 thì chúng ta sẽ có thời gian xây dựng cái phần thân trong năm 2025 và hoàn thiện theo cái mô hình cuốn chiếu thì tới đầu năm 2026 thì chúng ta sẽ bàn giao nhà cho cư dân rồi. Đó, thời gian rất là nhanh và bây giờ quý vị đang có những cái lợi thế khi mà chúng ta đã có đầy đủ về pháp lý là cái tính an toàn đảm bảo về đầu tư của mình an toàn vẫn là cái tiêu chí hàng đầu. Vì mua một cái dự án đủ pháp lý đó là một trong những cái điều mấu chốt quan trọng nhất để chúng ta thành công trong đầu tư. Tiếp theo chúng ta sẽ phải xét về những cái tiềm năng khác nhưng pháp lý là yếu tố quan trọng nhất tại vì nếu như pháp lý bị hư, bị hỏng, bị vướng, bị kẹt thì coi như cái sản phẩm nó đâu có được hình thành thì tiền của chúng ta đầu tư vào cũng sẽ không có thành khoản được đâu. Ok đối với thị trường nhân trạch thì không có nhiều dự án đang hiện hữu ở đây về loại hình căn hộ. Còn về đất, mọi người sẽ nói ừ tại sao người ta lại không mua đất đi, mua căn hộ làm chi? À, leo lên à, ở căn hộ làm gì trong khi là đất ở đây thiếu gì không mua đất rồi xây nhà lên ở cho thoải mái. Ok, ở cho thoải mái thì mình có thể thoải mái được, nhưng những cái điều mà căn hộ mang lại thì cái nhà ở thoải mái đó lại không đáp ứng được cho mình. Nếu chúng ta là một người hiện đại một người trẻ thì chúng ta có công việc chúng ta cần phải di chuyển nhiều chúng ta cần đi công tác nhiều và mua đất ở nhân trạch cũng dễ xây một cái nhà lên cũng dễ nhưng mà chúng ta ở với ai khi chúng ta di chuyển đi công tác này kia thì cái nhà của mình sẽ như thế nào liệu những người thân trong trong nhà của mình sẽ ra sao thì chúng ta sẽ có những cái băn khoăn lo lắng đó nhưng đối với căn hộ thì điều này hoàn toàn được giải quyết nó không có phải là thoải mái như ở nhà phố nhưng cái điều nữa mang lại đó chính là cái tính an toàn cao và tiền nghi đầy đủ cũng giống như là người nhà của mình sẽ được bảo vệ và tất cả những cái nhu cầu cuộc sống của người nhà của mình nó rất là thuận tiện mình cũng yên tâm để mình đi đây đi đó đi cả năm trời cũng không sao nhưng mà một cái ngôi nhà phố thì không có được như vậy đâu đối với người hiện đại thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là thích ở một cái nơi nào có đầy đủ tiện nghi có thể là sẽ có những cái khoản phí duy trì um, phí quản lý để chúng ta uh, chi trả cho cái việc tiện nghi đó an ninh đó nhưng đổi lại là sự an tâm của mình, sự thoải mái và tất cả những cái hoạt động sống của mình. Chúng ta ở trong trạng thái là trải nghiệm sống chứ không chỉ là tồn tại cho cuộc sống nữa. Khác biệt nhau ở căn hộ và nhà phố. Là căn hộ được hình thành được tạo dựng nên bởi một tập thể rất là nhiều con người với rất là nhiều sở ban ngành, rất là nhiều người ở các lĩnh vực khác nhau từ đơn vị xây dựng, từ chủ đầu tư, từ phòng cháy chữa cháy từ các bạn sale từ những người mà cung cấp dịch vụ sau này sẽ có đơn vị quản lý vận hành rồi những người đi vô đây để kinh doanh những người ở trong này rất là nhiều người thì mới có thể tạo nên một cái cộng đồng về dự án căn hộ mà nhà phố không thể nào có được. Nên đổi lại của chúng ta là một cuộc sống sẽ ở trong mức độ là trải nghiệm sống tốt hơn, môi trường sống tốt hơn và đồng thời chúng ta lại có nhiều cơ hội để phát triển cái mối quan hệ của mình. Vì đối với căn hộ chung cư là một loại hình hiện đại thì những người mang cái tư duy hiện đại họ sẽ chọn chỗ này có nghĩa là chúng ta cũng sẽ có cơ hội để tiếp cận với những người mang tư duy hiện đại đó cho cuộc sống của mình hàng ngày thì điều này tốt cho tất cả chúng ta con em của mình cũng sẽ có một cái môi trường phát triển tốt hơn bản thân chúng ta lại có những người hàng xóm hợp ý hơn hoặc có thể là tạo ra những cái cơ hội kinh doanh sau này và đối với căn hộ chung cư thì mức độ mà tài chính phải ngang tầm với nhau thì có thể mới có thể đi vào trong một cái khu nhà ở này cho nên là chúng ta cũng sẽ có những người hàng xóm chất lượng hơn so với cái việc mình mua một cái nhà phố bên ngoài mình không quyết định được không biết được ai là người hàng xóm của mình hàng xóm ảnh hưởng chứ người ta nói là bạn trung bình của năm người bạn thường gặp mà nếu như mình gặp một người hàng xóm là tỷ phú đi bước ra ngoài là tỷ phú tại vì mua cái nhà cái này cũng tiền tỷ rồi thì mình cứ gặp tỷ phú hàng ngày thôi thì mình sẽ có thể có được những cái câu chuyện mới những cơ hội mới à, và rất là nhiều điều kỳ diệu sẽ diễn ra trong cái cuộc sống mới mẻ của mình tại một cái nơi quá nhiều cái yếu tố mà về tiềm năng về tăng trưởng về cộng đồng đó chúng ta có thấy là về tính thanh khoản á như em nói chắc chắn là không thể nào tìm được một cái dự án nào trong vòng thời gian từ 2 năm tới 3 năm tới ở khu vực nhân trạch vì hiện tại cái quy trình duyệt pháp lý của các dự án á, nó rất là khó và bản thân dự án căn hộ Fito City này nằm trong quần thể khu Thăng Long Home Hiệp Phước cái cái tờ phê duyệt đầu tư là người ta đã có từ thời 2007 rồi 2007 bây giờ là bao nhiêu năm rồi ta uhm, 2007 2017 là 10, 10 16 năm Ồ, nhanh vậy hả 16 năm để đi từ một cái nơi hình thành hoang sơ của một cái khu dân cư và bây giờ 2023 mới được một cái giấy phép xây dựng của hai tòa căn hộ này có nghĩa là chủ đầu tư người ta cũng sẽ phát triển theo giai đoạn thấp tầng hoặc cao tầng nhưng mà ý mình nói là một cái dự án đã được duyệt về chủ trương về quy hoạch rất lâu rồi thì bây giờ mới được duyệt về xây xây dựng thì nếu những dự án mới mà chưa có được đủ cái sự chuẩn bị đó thì liệu bao giờ mới xong cái phần giấy phép và để bắt đầu triển khai lại trường để chúng ta là người đầu tư hoặc là những người muốn mua để ở sử dụng sẽ được mua và mua xong mà phải chờ để xây xong và nhận nhà nữa thì cái thời gian đó sẽ không phải đơn vị tính bằng năm bằng bằng tháng nữa mà tính bằng nhiều năm thì trong cái nhiều năm đó thì Phyto City đã được xong rồi hoàn thành bàn giao và ở luôn rồi thì trong cái thời gian đó nếu mà ai muốn mua căn hộ chỉ có thể mua Phyto City thôi chứ chẳng lẽ người ta đi mua một cái dự án nhà ở xã hội, trong khi là cái người ta là có cái thu nhập cao, người ta có mong muốn ở một cái nơi tiện nghi thì người ta sẽ chọn Phytocity và số lượng thì không có nhiều, cho nên về tính thanh khoản tự tin với quý vị khán giả ở đây là Phytocity tốt hơn hẳn tất cả các sản phẩm khác trên thị trường hiện tại, cam kết. Bởi vì phân tích về dân số của Nhân Trạch, phân tích về tiềm năng của Nhân Trạch, phân tích về những cái sự phát triển sắp tới của khu vực Long Thành, khu vực thương mại phụ cận sân bay và những cái đầu tư vào Nhân Trạch. Không có một nơi nào có được cái sự cộng hưởng này, giá trị tăng trưởng này ngoài Nhân Trạch của chúng ta. Thì một cái nơi phát triển về kinh tế như vậy, kéo theo sự phát triển về dân cư, về nhu cầu một nơi ở là hoàn toàn hợp lý và rất là lớn, một cái nhu cầu rất là lớn thì tính thanh khoản sẽ rất là cao dành cho một cái nhóm sản phẩm có số lượng giới hạn thôi, có hơn 800 căn chứ đâu có nhiều đâu. Thì làm sao mà không thanh khoản được. Nếu quý vị là đầu tư thì trong tất cả các các dự án các thông tin hiện tại An đang nắm trên thị trường thì yếu tố cạnh tranh gắt gao và thanh khoản thì Vido City đang là có vượt trội hơn về tất cả những cái gì mà đang được tiến hành triển khai của dự án này từ vẻ đẹp về kiến trúc từ thiết kế về bên trong từ những cái sự phân bố về tiện ích rồi kể cả quy mô của dự án vị trí mặt tiền 500m rồi kết nối với trung tâm hành chính kết nối với các khu công nghiệp kết nối về sân bay Long Thành không có một cái dự án nào tự tin nói với quý vị là không có một dự án nào khác có được tất cả những cái điểm mạnh mà Phyto City đang sở hữu mình đã làm việc ở trong môi trường làm phân khúc căn hộ khá là lâu rồi, cũng hơn 8 năm rồi và trên thị trường thật sự là chưa có một dự án nào mang trong người, mang trong bản thân của nó cái tiềm năng tăng trưởng và quá nhiều cái điểm cộng như Phyto City Nếu mà nói là về điểm trừ thì để mình nói cái gì là điểm trừ đi ta? Có thể điểm trừ duy nhất của dự án này đó chính là hiện tại nhân trạch kết nối với thành phố Hồ Chí Minh chưa bằng đường bộ cái thuận tiện mà thôi. Nhưng trong tương lai thì đó là cái điều mà ai cũng sẽ nhận nhận được thôi. Nhiều người khách hàng người ta cứ lo là ở khu vực quận 2 Bình Thạnh nói là Ừ, nhân trạch xa quá, mình nghe cái tên là nó khác cái thành phố của mình. Nên mình nghĩ nó ở đâu xa xôi. Nhưng khi trải nghiệm đi thử đi, đi từ quận 2 và các lái thẳng về Vito City đi. Còn nhanh hơn khi chúng ta đi từ Thủ Đức mà xuống quận 7 nữa. Đó. Sau này khi tất cả những cái tuyến đường như Vành Đai Ba nè, rồi cầu Cát Lái, rồi Bến Lức Long Thành, Tất cả những cái tuyến đường sắt vận hành đó, Thì cái việc kết nối Đến với chúng mình là Một cái sự thuận lợi của Fito City Của sân bay quốc tế long Thành Nó không còn là một cái điểm trừ Trong hiện tại nữa Điểm trừ trong hiện tại sẽ được trở thành điểm cộng trong tương lai Và chúng ta đang mua một cái sản phẩm là nhà ở thành trong tương lai mà chúng ta cần đo ở trong tương lai chứ mà tương lai thì mọi người sẽ lo lắng là ừ nó có thành hiện thực hay không nhưng đặc biệt ở nhân trạch á cái việc thành hiện thực này nó là bắt buộc bởi vì nó liên quan tới cái hạ tầng công cực lớn của nhà nước đó là sân bay quốc tế long thành không thể nào không làm nếu như chúng ta mua một cái ở địa phương khác ừ phát triển trong cái nội bộ địa phương đó thôi thì khả năng là có thể làm sớm làm trễ hoặc không làm nhưng ở ở nhân trạch liên quan tới là liên quan tới hạ tầng của quốc gia là sân bay quốc tế thì những cái tuyến đường kết nối những cái cả cầu thì chắc chắn là phải làm và còn đặc biệt là phải đúng deadline nữa kìa. Quý vị ơi, cho nên là khi mình chọn dự án á, ăn không biết mọi người chọn những tiêu chí nào nhưng mà những cái tiêu chí mà ăn định ra nãy giờ mình nói nè, thời điểm, vị trí, pháp lý, giá bán và kể cả tính thanh khoản và dòng tiền đi thì Fito City đều đáp ứng được. Về giá bán hiện tại thì Fito City đang truyền thông là 33,5 triệu một mét vuông loại hình bàn giao là hoàn thiện cơ bản có nghĩa là chúng ta mua một căn hộ chúng ta có thể nhận nhà và mua sắm một vài cái nội thất cơ bản của ngôi nhà là chúng ta có thể sử dụng được rồi về giá bán thì từng căn như thế nào Vito City thì sẽ có những cái loại hình căn hộ là một phòng ngủ nè hai phòng ngủ ba phòng ngủ và shop house penthouse house cộng với một cái loại hình là thương mặt bằng thương mại dịch vụ để chúng ta có thể mở những cái văn phòng công ty với loại hình căn hộ một phòng ngủ thì diện tích là 53 m2. Giá sẽ dao động từ 1 tỷ 7 đến 1 tỷ 8 đối với những sản phẩm thông thường không có phải gần những cái vị trí đặc biệt. À, 1 tỷ 7 1 tỷ 8 này chúng ta thanh toán đợt đầu là 10%. Và trong 10 và trong cái đợt bán hàng này chủ đầu tư đang có một cái phương thức thanh toán đặc biệt hỗ trợ cho khách hàng. Ưu ái cho khách hàng là thanh toán trong vòng 36 tháng không có lãi suất. Với đợt 1 chỉ có 10% và 12 đợt tiếp theo là 0,5% không phải năm phần trăm chứ không phải là năm phần trăm nha chúng ta sẽ có một cái sự thanh toán cực kỳ nhẹ nhàng và dễ dàng cho một cái bất động sản dòng tiền hiệu quả trong một cái vị trí một cái khu vực đang phát triển cực lớn nhưng thiếu về nguồn cung loại hình sản phẩm căn hộ tiềm năng cực kỳ rõ ràng luôn và loại hình hai phòng ngủ thì chúng ta có mẫu diện tích là 79 mét vuông 83 mét vuông 91 mét vuông hoặc 94 mét vuông thì đối với cái loại hình hai phòng ngủ giá nó sẽ dao động từ 2 tỷ 6 cho tới khoảng là 3 tỷ 3 tùy theo diện tích của mình và thanh toán đợt đầu cũng chỉ là 10 phần trăm mà thôi và chúng ta cũng sẽ được thanh toán không phải phần trăm trong 12 tháng tiếp theo sau cái đợt thanh toán đầu tiên rồi căn ba phòng ngủ thì số lượng hạn chế lắm anh cô không muốn phân tích ở đây tại vì chỉ có khoảng mười mấy căn trên một tòa thôi và số lượng còn lại cũng không nhiều à... Với căn 3 phòng 118 m2 thì chúng ta sẽ dao động về giá là tầm khoảng 37 tỷ tới 4 tỷ và thanh toán đợt đầu cũng chỉ 10%. Đây là phương thức thanh toán chuẩn. Còn trong trường hợp chúng ta muốn thanh toán theo tiến độ xây dựng thì chúng ta thanh toán đợt đầu cũng 10%. Sau đó 5 tháng thì chúng ta sẽ thanh toán là 5% và khi nào ký hợp đồng chúng ta thanh toán 5% nữa là xong. Đoạn sau thì cứ 3 tầng một lần 5% thì đối với phương thức thanh toán theo tiến độ xây dựng thì sẽ dành cho dành cho khách hàng có cái dòng tiền sẵn sàng rồi bởi vì xây dựng có thể là khả năng sẽ nhanh vì không có quá nhiều sản phẩm trên một tầng cũng như là số lượng căn cũng không nhiều đối với một tòa. Có 400 khoảng hơn 400 sản phẩm cho một căn hộ một tòa nhà như vậy thì cái gọi là cái khối lượng bê tông để đổ một sàn nó không có nhiều cho nên là xây sẽ nhanh đó quý vị ơi. Còn cái phương thức thanh toán đặc biệt là phương thức thanh toán về chiết khấu nếu chúng ta thanh toán nhanh thanh toán nhanh 30%, 70% hoặc là 95% chúng ta sẽ được nhận về phần chiết khấu khá là nhiều. Theo anh đánh giá là nhiều so với một dự án căn hộ chung cư. Đó là 5%, 10% hoặc là 15%. Sẽ phù hợp với những quý vị đã có cái cái uh, sẵn cái số tiền và mình muốn mua được một cái giá ưu đãi hơn và mong chờ một cái nơi ở thật là tuyệt vời cho mình yên tâm luôn không cần phải đợi chờ gì nhiều hay là theo dõi tiến độ gì hết đó quý vị ơi quý vị có thể là có nhiều sự chọn cộng với những cái ưu đãi đặc biệt mà chủ đầu tư sẽ dành ưu ái dành cho cư dân địa phương rồi à, à, cư dân địa phương nè hoặc là à, khu vực à, trong đồng nai thì có là chủ doanh nghiệp hay không chúng ta là người mua theo nhóm gia đình mua theo nhóm đồng nghiệp công ty hay không sẽ có những chiết khấu riêng và đặc biệt quy trình bán hàng của Fito City trong giai đoạn này, trong cái nhịp này, chúng ta sẽ hiện tại đang nhận booking để đăng ký, quan tâm, tìm hiểu để chọn căn ưu tiên là book vào một cái số tiền là 20 triệu để giữ một cái đặt một cái mỗi suất đặt chỗ để chúng ta có thể chọn căn là nhu cầu của mình. Rồi, dự kiến ngày 3 tháng 12 chúng ta sẽ chuyển cọc và trong cái ngày 3 tháng 12 này, nếu chúng ta đã đặt chỗ chúng ta không cần đem tiền theo, chỉ cần đem phiếu theo thôi chúng ta sẽ quyết định là mua hay không mua với cái giá bán cụ thể mã căn cụ thể và lịch thanh toán cụ thể mà mình chọn luôn và chúng ta sẽ chuyển cọc và hết ngày 3 tháng 12 thì chúng ta sẽ được mua tiếp cho tới ngày 10 tháng 12 xong chúng ta sẽ kết thúc và phải mua ở một cái phương thức thanh toán khác nha không còn phương thức thanh toán 36 tháng như An vừa chia sẻ bởi vì dự án đã bắt đầu thi công rồi và trong khoảng thời gian rất ngắn nó sẽ bắt đầu hình thành nên những cái tầng lên tầng dần dần và chẳng có một chủ đầu tư nào lại có thể thu tiền một cách nhỏ giọt trong khi dự án đã xây lên cao rồi sẽ không đảm bảo được cái về cái mặt hình thành dự án. Cho nên sau đợt bán hàng này, Feato City sẽ điều chỉnh lại phương thức thanh toán và sẽ cắt hơn, nhanh hơn để cho chúng ta thanh toán theo cái tiến độ của xây dựng và sẽ không còn nhiều ưu đãi như bây giờ như những gì mà an vừa chia sẻ với quý vị đây nên, nên hãy nhanh chóng nhanh chóng tìm hiểu về phito city bằng cách là comment vào trong bài viết này hoặc là inbox cho an hoặc là vào website nguyễn trường an. vn một bất động sản để xem thêm về dự án căn hộ phito city hoặc là lên trên online về youtube gõ từ khóa phito city sẽ thấy rất là nhiều video phân tích của an và đặc biệt hãy alo cho mình cho an để an có thể tư vấn cụ thể nhanh chóng cho quý vị luôn là 0901414689 anh sẽ để cái số điện thoại của mình ở trong phần comment và ghi lại nha. Rồi. Nhanh chóng để chúng ta có được một cái dự án bất động sản có cái tính thanh khoản tốt, dòng tiền tốt, lợi nhuận cao, tiềm năng tăng trưởng rõ ràng, vượt trội và căn cứ của mình là căn cứ rất chắc chắn vì không phải là một cái sự phát triển nội bộ trong một cái khu vực nhỏ bé mà liên quan tới sự phát triển chung của quốc gia với các công trình trọng điểm quốc gia là sân bay quốc tế Long Thành và các tuyến đường cao tốc đi ngang qua phần phía khu vực của Nhân Trạch. Quý vị hãy nhanh chóng tìm hiểu về video City để chúng ta có được những cái sự lựa chọn kịp thời. Em à, phải nói là kịp thời tại vì nếu không thì chúng ta sẽ không có cơ hội để sở hữu căn hộ tuyệt vời này với mức giá tốt nhất là thanh toán tốt nhất và trong thời điểm này nha quý vị. Ok, à, nếu mà có bất kỳ câu hỏi gì Hoặc là thắc mắc về Photocity, City Thì cứ thoải mái comment xuống bên dưới Hoặc là inbox cho An Thì An sẽ giải thích, à, trả lời cho quý vị ngay lập tức luôn à, Hy vọng là chúng ta sẽ có thể gặp được nhau Ngoài offline, ngoài trực tiếp ở dự án Để An có thể đưa quý vị đi thêm, tham quan một vòng về sản phẩm này về những căn hộ mẫu về sao bàn để chia sẻ về cụ thể hơn về tiềm năng và cái quy trình mua như thế nào và lịch thanh toán của căn hộ mà chúng ta chọn là như thế nào để chúng ta có thể là um, sở hữu một cách nhẹ nhàng chính xác và phù hợp nhất với hiện trạng của chúng ta điều kiện của chúng ta và ở đây Fito City vẫn có ngân hàng hỗ trợ vay là ngân hàng Vietcombank ngân hàng BIDV và ngân hàng An Bình Banh nếu trong trường hợp chúng ta cần sự hỗ trợ về mặt tài chính dự án đã có giấy phép xây dựng và đang tiến hành thi công phần móng rồi phan vũ là đơn vị thi công phần móng do đó quý vị ơi nhanh chóng liên hệ để chúng ta kịp thời sở hữu nhà nếu không là sẽ trễ trễ nhịp này thì sẽ không còn những cái ưu đãi cũng như là phương thức thanh toán cực kỳ nhẹ mà chúng ta có thể sở hữu với lịch thanh toán giãn cách 36 tháng và mỗi tháng chỉ khoảng trung bình 0,5 phần trăm mà thôi với thanh toán được đầu chỉ 10 phần trăm đây là một dự án được đánh giá là tốt nhất cho nhà đầu tư căn hộ trong thời điểm này của thị trường miền Nam cả miền Nam luôn nha quý vị Ok Cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream này tới bây giờ và nếu có bất kỳ câu hỏi nào cứ thoải mái comment xuống dưới và ai sẽ giải đáp ngay lập tức Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo anh chia sẻ cụ thể hơn về những vấn đề khác về Phyto City hoặc là thị trường nha Cảm ơn và hẹn gặp lại Bye bye